Thank you.
아, 고마워. 응. 이거 더 먹을 텐데. 아, 파파야. 요즘 너무 응. 맞죠? 파파야. 엄마, 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 망고 엄마, 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 Chứ sao em uống rượu à? Lúc nãy hả? Ừ. Quang à, quang à. Nó hiểu là nó là nó tức tức vợ này nó nhìn nó cầm này. Ờ, tức ăn à. Ăn. Chọc. Ừ. Rồi biến bực nữa. Răng. Răng à? Đập vợ rồi. Đập rồi. Bẹp bẹp bẹp. Đập rồi. Đập rồi. Xong rồi. Thôi, thôi không sợ vợ. Ý hiểu không? Cái răng quỷ đập tao biết. Tao biết. Sao? Là có ba cái con đấy thì nó đến nó hát xong hôm qua ấy, nó lên thì nó qua hôm kia nhỉ. Yeah, trước. Ờ, nó lên nó nhảy như con điên đấy, nó say rồi bạn, nó say mềm rồi. Rồi. Nó như con điên thì cho nó thì tự nhiên mấy anh em đang ngồi chơi. Có lột đồ xéo quần xáo gì không? Không. Ông có thôi chứ làm gì. Nó chả làm gì nó, chả làm gì nó cũng nhảy nó cứ nhảy thôi. Nó hát rồi nó nhảy thôi. Nó hát nó nhảy thôi. Xong rồi con Thương ấy thì nó ngồi ở bên nó ngồi thì con nó đi uống cà phê luôn, với chồng nó luôn. Thì nó ngồi thì nó thấy ngứa mắt. Biết là nó kiểu kiểu là không phải là mình dân thường mình sợ dân chơi á. À, rồi xong rồi tự nhiên giờ xong nói tầm lum tầm la cái gì có cái gì đâu. Tầm nói tầm bậy tầm bạ chứ. Chưa. Nó thấy hại lên đây. Nó thấy hại rồi thấy quang qua đây chơi. Thì Phượng thương biết. Xong rồi vừa thấy hại nhắn tin cho. Vừa thấy quang nhắn tin cho vừa thấy hại. Trong khi thấy hại đang online cái nick đó. Tôi nói là nói anh Quang đừng cho qua Quang đã chơi được đồ bên đó có mẹ con đủ gì được không thì anh lâm anh thì anh tại vậy sao được quay ạ tôi muốn okay okay như bò đi anh bò anh cỏ đấy anh cỏ đấy anh cỏ đấy mà biết văn á cũng đi vào ra Việt Nam luôn biết luôn chứ ừ, có kiểu sợ. Bây giờ không biết cô em làm rồi đó. Sao mà chú này biết cô em? Không bằng mô tô mệt quá. Vô tình chắc. Anh làm mình. Vô tình em về về. Sao? Bữa sáng bạn có đem một lần. Okay, good night. Good night. Good night.